Nhà báo Australia John Lyon cho biết rằng đang có sự hoảng loạn ở Kiev và trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine trước nguy cơ bị Nga tấn công trả đũa. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Sau đây là những thông tin mới nhất cập nhật bầu cử Mỹ năm 2024. Hoảng loạn bắt đầu ở Kiev trước nguy cơ tấn công của Nga. Điểm nóng Chasovya, thành trì của Ukraine bị Nga vây hãm chuyên gia đánh giá cao tên lửa siêu vật âm mới của Nga. Cảnh báo Ukraine đang ở tình thế yếu nhất kể từ đầu cuộc xung đột. Các chính trị gia phương Tây, đặc biệt là người Anh, lo sợ một cuộc tấn công hạt nhân từ Nga, đã bắt đầu lựa chọn nói lời nói cẩn thận hơn và bác bỏ hành động của ông Zelensky, người đã chấp thuận các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga của lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa phương Tây. Rõ ràng là có sự hoảng loạn trên chiến trường, cũng như có sự hoảng loạn ở Kiev, Ông Johnson lưu ý sau khi ông Putin thay đổi học thuyết hạt nhân, London sợ phải thừa nhận rằng chính tên lửa của họ được sử dụng để tấn công quân đội Nga. Nếu bạn đến từ châu Âu thì điều này rất nguy hiểm. Nga có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thậm chí còn nhiều hơn cả Mỹ. Thật khó chịu khi nghe điều này, nhà báo kết luận. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ, Ý và Tây Ban Nha tại Ukraine đã đóng cửa trong bối cảnh có báo cáo về cuộc khung kích mạnh mẽ có thể xảy ra vào ngày 20 tháng 11. Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản ứng lại điều này bằng cách cáo buộc các đối tác của mình, nói rằng họ đã tham gia vào việc bơm thông tin. Tổng thống Nga Putin đã đưa ra tuyên bố vào tối ngày 21 tháng 11, trong đó ông nói rằng để đáp trả việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp vào một khu liên hợp công nghiệp Ukraine sản xuất công nghệ tên lửa ở Dnipropetrovsk. Đồng thời, Nga đã phóng thử nghiệm thành công một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất có tên là Oresnik. Oresnik là tên lửa đạn đạo với thiết bị siêu thanh phi hạt nhân. Ông Putin nhấn mạnh các cuộc thử nghiệm đã thành công, mục tiêu phóng đã đạt được. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ngày 19 tháng 11, 6 tên lửa ATACMS và ngày 21 tháng 11, hệ thống Storm Shadow đã tấn công các mục tiêu ở khu vực Kursk và Bryans, gây ra nhiều thương vong. Trong một diễn biến khác, phiên họp theo lịch trình của Vkhonarada Quốc hội Ukraine vào ngày 22 tháng 11 đã bị hủy. Các thành viên quốc hội đã được cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga nhắm vào khu nhà chính phủ. Các nguồn tin của tờ Ukrainska Pravda tiết lộ rằng các nghị sĩ đã được thông báo về mối đe dọa bị ném bom và được yêu cầu hạn chế sự hiện diện của họ cũng như gia đình họ tại khu nhà của chính phủ. Phiên họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12. Thời gian gần đây, quân đội Nga đã đạt được những thành công đáng kể trên nhiều mặt trận thành phố Chasovya cũng không ngoại lệ, Ukraine đang nỗ lực thoát khỏi tình huống khó khăn hiện tại. Nhiều đơn vị của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang tấn công thành phố, bao gồm Lữ đoàn 200, Sư đoàn Dù 98, Quân đoàn Tình nguyện số 1 thuộc Lữ đoàn Vostok, Lữ đoàn Trinh sát và Phá hoại 88 Espanola cùng nhiều đơn vị khác. Họ đang tiến quân trên các con phố của thành phố Chasovya và phá hủy các vị trí của Ukraine ở ngoại ô. Đơn vị đồn trú tại đây của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng kháng cự trong thành phố trong những ngày gần đây các đơn vị của nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ ở trung tâm chasukya hầu như toàn bộ quận otsk gồm các ngôi nhà và sân vận động đều nằm dưới sự kiểm soát của nga một số tòa nhà hành chính cũng được báo cáo là đã bị chiếm giữ điều này bảo đảm quyền kiểm soát của họ đối với các khu vực quan trọng ở trung tâm để tiếp tục các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng những trận chiến dữ dội đang diễn ra ở một nhà máy nơi đã trở thành thành trì của Ukraine. Khu công nghiệp này là một khu vực kiên cố với nhiều công trình kỹ thuật, biến nơi đây trở thành một pháo đài quan trọng và là một thành trì để đảm bảo cho các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Người Nga đang tấn công nhà máy từ các hướng Đông, Bắc và Tây. Cùng lúc quân đội Nga đã đạt được những thắng lợi mới ở vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố, sau các hoạt động dọn dẹp ở Kalinoka, khu rừng gần Chasovja đã nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của họ điều này cho phép quân đội nga phát động một cuộc tấn công vào nhà máy từ phía tây cũng như bắt đầu các trận chiến ở khu vực ngã ba đường sắt bất chấp sự tiến công nhanh chóng của nga lực lượng vũ trang ukraine đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát các tòa nhà chung cư nhiều tầng ở trung tâm thành phố quân đội ukraine hy vọng rằng đống đổ nát của nhà máy và các tầng hầm kiên cố sẽ trở thành một trở ngại để ngăn chặn cuộc tấn công của nga mặt khác kế hoạch của phía nga cũng rõ ràng đó chính là vây hãm vị trí phòng thủ gọi là thành cổ từ phía nam, Chasovja bị lính dù của sư đoàn không vận 98 Nga bao vây. Ở phía bắc, các binh sĩ của lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập 200 và quân đoàn tình nguyện số 1 của lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Ukraine. Chiến thuật tiến công theo nhóm bộ binh nhỏ của quân đội Nga đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu và mang lại kết quả tại Chasovja. Đó là những nhóm cơ động nhỏ được trang bị tốt, họ đã kiểm soát hầu hết thành phố. Chiến lược này không cho phép Nga thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, nhưng đảm bảo phá hủy hiệu quả các tuyến phòng thủ của đối phương. Quân đồn trú Ukraine bị suy yếu, nhưng vẫn giữ được lực lượng dự bị và cố gắng phản công. Tuyến phòng thủ chính của Ukraine trong thành phố, chạy dọc theo Kanan, đã bị lực lượng Nga phá vỡ. Tuyến phòng thủ Ukraine mới bị phá hủy gần đây ở phía đông bắc thành phố, buộc quân đội Ukraine phải chuyển lực lượng dự bị từ các khu vực lân cận với việc có được nhà máy và củng cố lực lượng ở khu vực trung tâm thành phố thì trong tương lai gần nga sẽ kiểm soát hoàn toàn gia. trong trường hợp bị bao vây quân đồn trú ukraine ở chasopja sẽ buộc phải rút lui việc quân đội ukraine mất vị trí phòng thủ thành cổ tức là sẽ mất đi độ cao chiếm ưu thế và then chốt ở gia cũng như trong toàn bộ khu vực trong tương lai các đơn vị nga sẽ có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của ukraine trên các tuyến đầu lân cận bao gồm cả phòng thủ theo hướng kostantinuka theo chuyên gia, Nga có nhiều loại vũ khí trong kho hơn nhiều so với tưởng tượng. Nga đã thực hiện một đòn tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới. Cựu Ngoại trưởng Áo kiêm Giám đốc Trung tâm Goki thuộc Đại học Quốc gia Saint Petersburg, bà Karin Neis cho biết Tổng thống Nga Putin đã đáp trả chính sách khiêu khích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và phương Tây bằng việc phóng một loại tên lửa mà hệ thống phòng không của họ không thể đánh chặn. Bà Neis viết, trong khi chính quyền Biden tích lũy kho tên lửa đầy rủi ro cho người kế nhiệm tại Nhà Trắng, thì hôm nay Nga đã đáp trả nhiều hành động khiêu khích gần đây của NATO. Nga có nhiều loại vũ khí trong kho hơn nhiều người tưởng tượng. Nga đã thực hiện một đòn tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới. Bà Nets đánh giá cả Mỹ lẫn các nước khác trên thế giới hiện không có hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn các tên lửa siêu vật âm mới của Nga. Trước đó vào tối 21 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin xác nhận quân đội nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik tấn công một nhà máy sản xuất thiết bị không gian của Ukraine. Theo hãng tin TASS, trong tuyên bố đặc biệt kéo dài gần 8 phút, Tổng thống Putin cho biết cuộc tấn công nhà máy Jumas được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo siêu vật âm Oresnik mang đầu đạn thông thường. Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định phóng tên lửa Oresnik là để đáp trả những hành động của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đối với Moscow. Ông đánh giá vụ tấn công đã được thực hiện thành công. Ukraine hiện nay đang ở tình thế yếu nhất kể từ đầu cuộc xung đột với Nga. Ông Matthew Savin, người đứng đầu bộ phận khoa học quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Vương quốc Anh nhận định, Ukraine hiện đang ở thế yếu hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong cuộc xung đột. Tờ Tham dẫn lời chuyên gia cho biết, Ông Savin cũng lưu ý rằng việc cho phép ký ép sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ không thể thay đổi cục diện cuộc xung đột ảnh hưởng của Storm Shadow sẽ bị hạn chế, nguồn dự trữ khan hiếm, Ukraine đang tiết kiệm tên lửa. Ông Sabin nói, Nói về các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, chuyên gia này cho biết Mỹ sẽ theo dõi từ hậu trường và nhận thức rằng tình hình sẽ ảm đạm đối với họ. Chúng tôi không nói là Ukraine sẽ sụp đổ, nhưng có nguy cơ không thể tránh khỏi phải rút lui và mất thêm lãnh thổ. Trong tháng qua, tốc độ tiến quân của Nga đã tăng nhanh, người Ukraine đã kiệt quệ. Họ không thể đưa các đơn vị quân đội khỏi tiền tuyến, Họ mệt mỏi về thể xác và kiệt quệ về tinh thần. Họ không có thời gian ngừng nghỉ, ông nói thêm. Trong một diễn biến khác, tiểu đoàn UAV đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine, Burst of Magia, đã được chuyển đến khu vực Kursk. Chỉ huy nhóm thiết giáp có ký hiệu Saza thuộc nhóm pháo binh Liên hợp Press của lực lượng đặc biệt Amat của Nga nói. Ông nói rõ rằng một đơn vị UAV đặc biệt của Ukraine đã được cử đến để đối đầu với lực lượng Nga ở khu vực Kursk một trong những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ gồm nhiều chuyên gia nghiên cứu máy bay không người lái. Nếu tôi không nhầm, họ đã được trang bị những thiết bị mới nhất, một lần nữa được cung cấp bởi phương Tây, cả châu Âu và châu Mỹ. Họ sử dụng thiết bị này để tiến hành khai thác, thực hiện nhiều vụ nổ và phá hoại khác nhau, và chúng tôi đang chống lại điều này, Saza nói. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về video mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!